Trong cuộc sống này không phải lúc nào cũng đủ mạnh mẽ, nhất là cuộc sống có quá nhiều biến động, ai cũng có thể tụt mất năng lượng bất cứ lúc nào, ai cũng có thể bị cuộc đời hất tung, đánh gục và vùi dập bất cứ lúc nào. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần gia đình, bạn bè, cộng đồng xã hội và các mối liên hệ tình cảm. Chúng ta cần xây dựng các mối liên hệ đó một cách bền chặt và tốt đẹp, để rồi khi bất kỳ một thành phần nào trong các mối liên hệ đó có vấn đề gì đó xảy ra, thì chúng ta phải sẵn sàng đưa một cánh tay tới để nâng đỡ. Chúng ta không phải chỉ sẵn sàng một cái nguồn năng lượng để hướng tới nắm bắt những cái mục tiêu để mưu sinh, để làm giàu, để có những vị trí trong xã hội cho chúng ta, mà chúng ta phải dự trữ sẵn một cái nguồn năng lượng để giúp đỡ những người thân yêu của mình, thì cuộc sống nó mới trở nên sâu sắc và có ý nghĩa.